Chiều mùng 2 tháng 4, Quảng Ninh, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh có 3 ca mắc COVID-19. Bản tin chiều ngày mùng 2 tháng 4 của Bộ Y tế cho biết có 3 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Quảng Ninh, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Việt Nam hiện có 2.620 bệnh nhân số ca mắc ở Việt Nam. Việt Nam có tổng cộng 1.603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27 tháng 1 đến nay là 910 ca. Riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh 61 ca, Gia Lai 27 ca, Hà Nội 34 ca, Bắc Ninh 5 ca. Bắc Giang 2 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 36 ca, Hòa Bình 2 ca, Hà Giang 1 ca, Điện Biên 3 ca, Bình Dương 6 ca, Hải Phòng 4 ca và Hưng Yên 3 ca. 10 tỉnh thành phố Hòa Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 48 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Hà Nội đã 45 ngày và Hải Phòng 38 ngày không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày mùng 2 tháng 4 có 3 ca mắc mới, trong đó 3 ca nhập cảnh được cách ly ngay. Số ca mắc COVID-19 của thế giới

Thông tin ca mắc mới. Ba ca mắc mới, bệnh nhân 2618 đến 2620 là các ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Ninh một người, Thành phố Hồ Chí Minh một người và Tây Ninh một người. Cụ thể, ca bệnh 2618, bệnh nhân 2618 ghi nhận tại Quảng Ninh, bệnh nhân là nam, 32 tuổi, là công dân Việt Nam có địa chỉ tại xã Kỳ Văn, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày mùng 1 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện số 2 tỉnh Quảng Ninh. Ca bệnh 2619, bệnh nhân 2619 ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh, bệnh nhân là nam, 38 tuổi, là thuyền viên tàu giao hàng, quốc tịch Philippines. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân từ Hàn Quốc nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên tàu Skywin và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 1 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh. Ca bệnh 2620, bệnh nhân 2620 ghi nhận tại Tây Ninh, Bệnh nhân là nữ 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Ngày 31 tháng 3 năm 2021, bệnh nhân từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 2 tháng 4 năm 2021, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu, Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 27.478. Trong đó, cách ly tập trung tại bệnh viện là 498, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 18.870, cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú là 8.110. Tình hình điều trị theo báo cáo của Cục Quản lý Khám chữa Bệnh Bộ Y tế, có 24 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Bệnh nhân 2425, bệnh nhân 2 2124, bệnh nhân 2478, bệnh nhân 2496, bệnh nhân 2466, bệnh nhân 2411, bệnh nhân 2398, bệnh nhân 2446, bệnh nhân 2 2113

Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 2.383 trên tổng số 2.620 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế trên cả nước, có 81 bệnh nhân đã âm tính với virus SARS-CoV-2 từ 1 đến 3 lần, gồm 38 ca âm tính lần 1. Số ca âm tính lần 2 là 15 ca và số ca âm tính lần 3 là 28 ca. Số ca không qua khỏi liên quan đến COVID-19 ở nước ta đến nay là 35 ca, đây là những bệnh nhân có nhiều bệnh lý nền nặng bao gồm tại Đà Nẵng 31 trường hợp, Quảng Nam 3 trường hợp và Quảng Trị 1 trường hợp. Để sống chung an toàn với đại dịch Covid-19, người dân cần tuân thủ thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế: Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập và khai báo y tế. Thưa quý vị, chính quyền thủ đô Phnom Penh của Campuchia đã bắt đầu áp dụng lệnh giới nghiêm trong khung giờ từ 20 đến 5 giờ sáng hôm sau nhằm ngăn chặn làn sóng COVID-19. Trước đó, thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ký ban hành một nghị định mới về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, trong đó có một số hạn chế đối với người dân và hoạt động kinh doanh, bao gồm lệnh giới nghiêm tại một số khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch. Những ai vi phạm quyết định trên sẽ phải đối mặt với khoản tiền phạt lên đến 5.000 đô la Mỹ và 5 năm tù giam. Sáng ngày 2 tháng 4, thủ đô Phnom Penh tiếp tục phát hiện thêm 37 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện Campuchia ghi nhận tổng cộng 2.477 ca mắc COVID-19, trong đó có 14 người tử vong. Hàng triệu người sắp rơi trở lại vào cảnh nghèo đói trong khi hệ thống y tế đã hoàn toàn sụp đổ. Đó là những gì mà Brazil, quốc gia lớn nhất Nam Mỹ đang phải đối mặt khi dịch COVID-19 ở nước này đã vượt tầm kiểm soát. Tatiana Arozo de Siqueira, một bà mẹ đơn thân 33 tuổi với 6 đứa con, và Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro gần như là hàng xóm của nhau. Chị và gia đình sống bên một bãi rác cách dinh Tổng thống ở Brasilia chưa đầy 1,6 km và họ kiếm tiền bằng cách tái chế rác thải. Nhưng điều đáng nói, chị chỉ là một trong số 40 triệu người Brazil vô hình, một thuật ngữ do Bộ trưởng Kinh tế Paulo Guedes đặt ra cho những người không có việc làm chính thức. Tôi sống ngay gần chỗ ở của Tổng thống. Tôi thấy ông ấy và lực lượng an ninh đi qua đây mỗi ngày. Chắc là ông ấy vẫn nhìn thấy các gia đình ở đây chứ. Brazil đang đứng trước nguy cơ trở lại bản đồ nghèo đói thế giới, khi theo ước tính khoảng 27 triệu người hiện đang sống dưới mức nghèo khổ 42 đô la Mỹ mỗi tháng đây là mức nghèo đói cao nhất trong khoảng một thập kỷ trở lại đây ở Brazil. Bản thân tổng thống Jair Bolsonaro cũng thừa nhận điều này, Xong ông cũng kêu gọi người dân Brazil là hãy ngừng than vãn về số người chết vì Covid-19. Bất kỳ ai cũng có thể nhiễm virus, bất kỳ ai cũng có thể đứng trước cửa tử vì dịch bệnh. Nhưng cái đói đang giết nhiều người hơn bản thân còn virus. Rosé Roberto Ignacio, 63 tuổi, dành phần lớn cuộc đời mình để lái xe chở bệnh nhân đến một bệnh viện ở thị trấn Piratininga, yên tĩnh ở Brazil. Nhưng chỉ một tuần sau khi nhập viện tại đây để điều trị COVID-19, tài xế xe cứu thương về hưu này đã yên nghỉ tại một ngôi mộ chỉ cách bệnh viện hai tòa nhà. Theo con trai của tài xế này, ông đã qua đời trong khi đợi giường bệnh chăm sóc tích cực ICU. Các bác sĩ cho biết có đến 70 bệnh nhân xếp trước ông trong danh sách chờ giường ICU. Cả cuộc đời, ông ấy đã làm việc để cứu người, nhưng trong giờ phút ông ấy cần giúp đỡ thì chẳng có gì cho ông cả. Tại Sao Paulo, trung tâm tài chính của Brazil, người đưa tang tập trung lúc nửa đêm để tiễn biệt những người thân yêu của họ trước khi các nhân viên tang lễ đưa quan tài đi chôn cất. Hiện tại, số ca tử vong vì COVID-19 mỗi ngày ở Brazil chiếm khoảng 1 phần tư tổng số của toàn thế giới, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào. Kể từ khi đại dịch hoành hành, Brazil đã ghi nhận hơn 317.000 người tử vong trong tổng số hơn 12,7 triệu người mắc COVID-19, trong đó chỉ riêng tháng 3 vừa qua, số người tử vong là gần 59.000 người. Sự gia tăng các ca tử vong khiến các nhà lạnh của các bệnh viện quá tải và đám tang của các nạn nhân COVID-19 chỉ có thể được tổ chức một cách vội vã trong sự đau xót của người thân. Sau 2 tuần áp đặt các biện pháp hạn chế cao nhất tại 19 tỉnh, dịch bệnh Covid-19 hiện vẫn diễn biến ngày càng nghiêm trọng tại Pháp. Mới đây tổng thống nước này Emmanuel Macron cho biết sẽ áp đặt biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất trên toàn quốc, đồng thời đóng cửa tất cả các trường học trong 3 tuần tổng thống pháp đã ra lệnh đóng cửa trường học hạn chế đi lại trên khắp cả nước đóng cửa những cửa hàng không thiết yếu trên toàn quốc tuy nhiên ông không yêu cầu mọi người ở trong nhà hay tránh hoàn toàn giao tiếp xã hội cho phép người dân đi lại giữa các khu vực với nhau bởi lễ phục sinh sắp đến vào cuối tuần tới Chúng ta đã có được những tuần tự do đáng quý giá, những tuần cho con cái học tập, cho phép hàng trăm nghìn người lao động tiếp tục đi làm mà không mất kiểm soát đại dịch. Tuy nhiên hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn tiến hết sức phức tạp. Chúng ta sẽ đóng cửa các trường học trong vòng 3 tuần tới. Những ngày gần đây, số ca cấp cứu vì dịch COVID-19 tại Pháp đã vượt quá mốc 5.000 ca. Hệ thống bệnh viện đã vượt quá 100% công suất, vốn có là 5.000 giường bệnh cấp cứu trên toàn quốc tỷ lệ nhiễm bệnh cũng như số ca nhập viện, nhất là ca hồi sức cấp cứu tăng đột biến trong những ngày gần đây, vượt mức đỉnh dịch thứ hai trong tháng 11 năm 2020. Cùng với đó, tổng thống Pháp cho biết chiến dịch tiêm chủng sẽ được tăng cường với việc huy động 250.000 nhân viên y tế trong tháng Tư để có thể đạt được tỷ lệ miễn dịch cao như ở Anh, tính tới ngày 31 tháng 3 mới có hơn 8 triệu người Pháp được tiêm phòng mối đe dọa trong cuộc khủng hoảng hiện nay của Pháp là sức khỏe của 70 triệu người, số phận của nền kinh tế lớn thứ hai trong khu vực sử dụng đồng euro và cả tương lai chính trị của ông Macron bởi còn một năm nữa là tới bầu cử tổng thống.